Kính chào quý vị đến với chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngày 26 tháng 2. Bản tin ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Các nghị sĩ Hoa Kỳ nói Ukraine và phương Tây sẽ hủy diệt được cỗ máy chiến tranh của Nga. Tổng thống Biden nói Ukraine không cần chiến đấu cơ F-16. Kherson hứng chịu 83 đợt tấn công của Nga ngay khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai. Trung Quốc tuyên bố các quốc gia không được vượt qua làn ranh đỏ trong vấn đề vũ khí hạt nhân. Tình báo Anh cho rằng Nga đã cạn kiệt UAV của Iran. Tại Mỹ, Los Angeles chứng kiến trận bão tuyết đầu tiên trong 30 năm qua. Phát hiện 30 ngôi mộ thời kỳ tiền đế chế Inca ở Peru. Mở đầu bản tin sẽ là tình hình liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, nói đến những quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine, mới đây một cựu quân nhân và các nghị sĩ của Mỹ đã cho rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trước Nga với các vũ khí hiện đại của phương Tây. Đại tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, Mark Kashian, đã viết bài bình luận cho Newsweek trong đó ông cho rằng Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine với ba lý do chính. Đầu tiên là một cuộc chiến luôn cần có nguồn bổ sung vũ khí và đạn dược liên tục. Thứ hai là Ukraine đã tăng gấp đôi lực lượng vũ trang, nên họ cần phải được đào tạo để vận hành các thiết bị. Cuối cùng là các phương tiện và trang bị sẽ bị hư hỏng và cần được thay thế. Ông Kanshian viết, áp lực cuộc chiến ở Ukraine nặng nề đến mức Mỹ đã phải làm điều gì đó mạnh mẽ hơn. Đơn cử là tuyên bố gửi xe tăng chiến đấu Abrams. Ông Kanshian nói thêm với Newsweek rằng, máy bay phản lực cũng giống như là xe tăng, chúng có tầm quan trọng rất lớn. Tiếc hỏi liệu điều kiện thời tiết trong các mùa có phải là vấn đề ở chiến trường hay không? Vị đại tá trả lời rằng, Ukraine và Nga đang tiến đến những trận giao tranh lớn của mùa xuân. Thực chất, các mùa không quan trọng bằng sự mệt mỏi trong cuộc chiến kéo dài. Liên quan đến những ý kiến của một số đảng viên Cộng hòa kêu gọi chấm dứt viện trợ cho Ukraine, ông Kashin khẳng định, tin tốt là chính quyền Tổng thống Biden sẽ không cần phải quay lại quốc hội để xin nguồn tài chính cho đến tháng 7 năm nay. Thêm vào đó, gần đây một nhóm gồm ba nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Michael McCon, Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Hạ viện Mark Roger và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thường trực Hạ viện Mark Turner, đã cùng đưa ra tuyên bố chung nhằm kêu gọi chính quyền Biden nhanh chóng cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Tuyên bố của Bộ ba nghị sĩ có đoạn viết, cuộc chiến bất hợp pháp của Tổng thống Putin đã kéo dài sang năm thứ hai. Người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm cùng sự hỗ trợ vũ khí của phương Tây đã hủy diệt cỗ máy chiến tranh của Nga. Các nghị sĩ đã kêu gọi Tổng thống Biden không nên trần trừ trong việc cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này. Sự chậm trễ của Washington sẽ chỉ làm tăng chi phí cho xung đột mà nhiều người phải bỏ mạng. Khi được hỏi liệu có thay đổi lập trường về việc gửi máy bay F-16 tới Ukraine hay không, đại diện của nghị sĩ Macron nói rằng, chắc chắn là không, Mỹ nên gửi tiêm kích F-16 cho Kiev, thay vì lo lắng điều đó sẽ khiến Nga tức giận thêm vì Nga luôn phản đối với bất kỳ loại vũ khí nào cung cấp cho Kiev. Trong khi đó cũng liên quan đến việc cung cấp viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Mới đây trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa cho biết là ông đã loại trừ khả năng thực hiện một động thái như vậy vào lúc này. Khi được hỏi liệu Tổng thống Zelensky có cần F-16 hay không, ông Biden trả lời. Bây giờ ông ấy không cần F-16. Theo nhà lãnh đạo, hiện nay quân đội Mỹ không có bất kỳ cơ sở nào để cung cấp F-16 cho Ukraine. Chúng tôi đã gửi cho ông Zelensky những thứ mà lực lượng dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi nghĩ rằng ông ấy đang cần, xe tăng, pháo binh và các hệ thống phòng không như HIMARS. Ông Biden nói, đồng thời khẳng định các trang bị được Washington cung cấp cho Ukraine có thể giúp nước này đạt được các lợi ích trong mùa xuân tới, thậm chí là trong cả mùa hè và mùa thu. Thời gian qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã liên tục kêu gọi phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine. Hồi cuối tháng 1, ông Biden từng thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của nhà lãnh đạo Ukraine khi khẳng định rằng Mỹ sẽ không đưa F-16 đến chiến trường Đông Âu. Ở một diễn biến khác tại chiến trường, Ukraineform đưa tin ngày 24 tháng 2, quân đội Nga đã nổ súng 83 lần vào tỉnh Kherson. Tổng cộng đã có 34 khu định cư hứng chịu các đợt pháo kích của Nga, à, ngay đúng ngày cuộc chiến tròn một năm. Người đứng đầu cơ quan quân ủy tỉnh Kherson, Oleksandr Prokurin, báo cáo trên Telegram rằng lực lượng Nga đã tấn công 9 lần vào thành phố thủ phủ Kherson. Họ đã nhắm mục tiêu vào các khu dân cư, tòa nhà dân sự, trường học và cơ sở y tế. Sau vụ tấn công, một thường dân đã bị thương. Theo ông Prokurin, chính quyền địa phương đã sơ tán tổng cộng 30 người ra khỏi tỉnh Kherson để tránh làn đạn của Nga. Ngoài ra, ông Prokurin cho biết Nga cũng đã tiến hành 27 trận không kích và 75 lần nổ súng khác vào Kherson. Moscow đã tuyên bố rút quân khỏi Kherson vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Giành lại được thành phố Kherson là một trong những chiến công lớn của Ukraine trong năm 2022. Kherson cũng nằm trong 4 khu vực mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vào Liên bang Nga vào tháng 9 năm ngoái. Do đó tỉnh này chưa bao giờ ngưng chứng kiến các trận tấn công của Nga. Tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại biện lâm thời Trung Quốc theo mình đã tái khẳng định rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong công cuộc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Ông Đa Minh nhấn mạnh rằng xử lý các tranh chấp quốc tế phải dựa trên tinh thần, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Ông Dabin nói, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được đảm bảo. Công lý quốc tế phải được áp dụng đồng đều ở mọi nơi và mọi vấn đề, tuyệt đối không có ngoại lệ. An ninh không phải là đặc quyền chỉ một số quốc gia được có. Đồng thời việc mở rộng các khối quân sự sẽ chỉ làm suy yếu an ninh khu vực và sẽ không bao giờ mang lại hòa bình. Nga, Ukraine và các nước châu Âu là những nước láng giềng không thể rời xa. Ông Bình nói thêm. Vị đại biện của Trung Quốc cũng cho rằng con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine là nối lại các cuộc đàm phán. Do đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tạo ra các nền tảng nhằm giúp Nga và Ukraine tiến đến đối thoại chấm dứt xung đột. Bên cạnh đó, ông Bình khẳng định các quốc gia không bao giờ được vượt qua làn ranh đỏ về vấn đề hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trung Quốc hôm 24 tháng 2 đã đánh dấu cuộc chiến Đông Âu tròn một năm bằng việc công bố đề xuất giải quyết xung đột gồm 12 điểm. Ở trong các phần ngay sau đó phương Tây tỏ ra rè rặt trước động thái của Bắc Kinh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ lộ trình giải quyết xung đột Ukraine do Trung Quốc đề xuất. Bắc Kinh thiếu sự tin cậy, họ từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trên lãnh thổ Ukraine, vị quan chức nói. Đồng thời đề cập đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC bà Ursula von der Leyen cũng có phản ứng tương tự. Theo nữ quan chức, lộ trình giải quyết xung đột Ukraine do Trung Quốc đưa ra mơ hồ, không có các hành động cụ thể. Chủ tịch EC đồng thời cho rằng Trung Quốc thực chất là một đồng minh của Nga, mặc dù nước này duy trì quan điểm trung lập đối với các hành động thù địch. Một số quan chức của EU cũng đưa ra nhận định về đề xuất của Trung Quốc, trong đó phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Wolfgang Wiesner, nhận định lộ trình này thiếu các điểm quan trọng, chẳng hạn yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan, một trong quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, lại có phản ứng tích cực hơn. Tổng thống nước này, Andrzej Duda, nói đề xuất của Trung Quốc giúp mở ra con đường hướng tới hòa bình. Chúng ta không thể bỏ qua một đối tác tuyệt vời như Trung Quốc. Không giống như các quốc gia phương Tây, Trung Quốc không lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine hay áp đặt các lệnh hạn chế đối với Moscow. Giới chức Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh rằng họ muốn tìm ra một giải pháp hòa bình cho các hành động thù địch, thay vì thúc đẩy chúng bằng việc vũ trang cho Kiev. Bộ Quốc phòng Anh trong một bản cập nhật tình báo mới đây cho biết dường như Nga đã cạn kiệt nguồn cung máy bay không người lái UAV do Iran sản xuất. Ở khi kể từ ngày 15 tháng 2 cho đến nay, không có báo cáo nào về việc Nga sử dụng loại khí tài này trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ đồng thời cho biết Nga có thể đang tìm cách bổ sung nguồn cung UAV. Bản cập nhật có đoạn, mặc dù những vũ khí này không đạt hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu, nhưng Nga coi chúng là một mồi nhử hữu hiệu nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo phương Tây, Nga đã triển khai UAV của Iran kể từ cuối tháng 9 năm ngoái trong các đợt tập kích nhằm vào các cơ sở dân sự, hệ thống năng lượng trên khắp Ukraine. Trong khoảng thời gian cuối tháng 1 đầu tháng 2, lực lượng Ukraine đã bắn hạ ít nhất 24 UAV Shahid-136 của Iran. Cho đến nay, Moscow và Tehran đều bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran cung cấp UAV cho Nga sử dụng ở Ukraine. Mặc dù vậy, các quốc gia phương Tây nổi bật là Mỹ đã đưa các công ty cá nhân liên quan đến việc sản xuất UAV của Iran vào danh sách trừng phạt. Vừa qua, một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã kết thúc với đầy những tranh cãi khi các thành viên tham dự lên án hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Thì các đại diện của Nga cáo buộc phương Tây ngăn cản đàm phán hòa bình bằng cách bơm vũ khí cho quân đội Kiev. Cuộc họp của Hội đồng nghị viện OSCE tại thủ đô Viên của Áo có sự tham gia của các nhà lập pháp đến từ 57 quốc gia thành viên, bao gồm cả Nga, để thảo luận về các vấn đề an ninh và nhân quyền. Cuộc họp này diễn ra chung với thời điểm xung đột Nga-Ukraine tròn một năm. Ukraine và Litva đã tẩy chay cuộc họp này do có sự hiện diện của 6 đại biểu Nga. Nhà lập pháp Ukraine Yevhenia Kravchuk nói với AP News rằng, Chúng tôi nghĩ việc ngồi cùng với những người đã gây ra cuộc chiến ở Ukraine là vô đạo đức. Bà Kravchuk cho biết, Nga đã vi phạm mọi nguyên tắc trong tài liệu thành lập của OSCE, vì vậy nước này phải bị loại khỏi tổ chức. Ngược lại, các đại diện của Nga khẳng định rằng nước này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của OSCE. Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Pyotr Tolstoy tuyên bố, giải quyết các vấn đề an ninh của châu Âu thì cần phải có sự tham gia của quốc gia lớn nhất châu Âu. Ông Tolstoy cáo buộc phương Tây ngăn chặn các cuộc đối thoại, chấn rút xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo AP News, các trận tranh cãi về sự tham gia của Nga đã làm lu mờ các chủ đề khác trong cuộc họp kéo dài 2 ngày. Phái đoàn Nga và phái đoàn Belarus ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối cùng. Trong khi đó, nơi tổ chức là Cung điện Hoàng gia Hoppuk của Áo được trang trí với các giải băng mang màu cờ của Ukraine. Nhiều đại biểu phương Tây khác cũng mặc trang phục màu xanh và vàng theo quốc kỳ của Ukraine. Khi phái đoàn Nga phát biểu trong phiên họp, một số đại biểu đã bước ra ngoài, còn số khác thì vẫy cờ Ukraine. Chủ tịch Hội đồng OSCE Makarata Sherafer nói là bà hoàn toàn thông cảm khi một số đại biểu không muốn ngồi cùng với người Nga. Chính phủ Áo cho biết với tư cách là nước chủ nhà của SCE, năm nay họ phải cấp thị thực cho đại diện của tất cả các quốc gia thành viên. Nhân dịp xung đột Đông Âu tròn một năm, Ngân hàng Thế giới WB hôm 24 tháng 2 đã thông báo viện trợ thêm 2,5 tỷ đô la Mỹ không hoàn lại cho Ukraine để giúp nước này tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn khoản viện trợ trên do cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USS cung cấp nâng số tiền VKB viện trợ cho Ukraine theo dự án chi tiêu công nhằm tăng cường năng lực hành chính đã tăng lên 20,6 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch VKB David Malpass cho biết trong một năm xung đột diễn ra, Ukraine đã chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp đối với đất nước và người dân của họ. Theo vị này, 18,5 tỷ đô la trong tổng số tiền VKB cam kết cho Ukraine đã được giải ngân đến tay hơn 12 triệu người ở Ukraine việc VKB công bố khoản viện trợ mới cho Ukraine diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông tin là Washington đang chuẩn bị khoản viện trợ kinh tế bổ sung 10 tỷ đô la cho Kiev, đồng thời kêu gọi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF chấp thuận chương trình cho vay đối với Ukraine. Hiện Ukraine đang tìm kiếm một gói cứu trợ trong nhiều năm trị giá 15 tỷ đô la của IMF. Một đàn organ truyền thống của Hà Lan mới đây đã được đặt trước Đại sứ quán Nga tại thành phố Den Haag ở nước này, không ngừng phát ra những giai điệu của quốc ca Ukraine nhân dịp kỷ niệm cuộc xung đột ở Ukraine tròn nó năm. Theo Reuters, đàn organ này thuộc về nghệ sĩ Theon Kastelin. Nó phát quốc ca Ukraine liên tục từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 24 tháng 2. Cùng ngày, một nhóm người biểu tình mang theo quốc kỳ Ukraine với kích thước lớn đã tuần hành qua Đại sứ quán Nga để thể hiện thái độ phản đối các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine một người phụ nữ quay lại đoạn video này nói với Reuters rằng thật tuyệt khi chứng kiến những người ủng hộ Ukraine diễu hành bên cạnh đàn ocaran truyền thông của Hà Lan trên nền nhạc quốc ca Ukraine. Cũng để phản đối cuộc chiến của Nga, lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính gọi tắt là FATF đã đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Ngoài ra thì hai quốc gia khác là Nam Phi và Nigeria cũng bị đưa vào danh sách xám của FATF. Việc bị loại hoặc là chỉ cần bị đưa vào danh sách xám của FATF cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của một quốc gia. Trong một tuyên bố cơ quan giám sát tài chính toàn cầu cho biết, các hành động của Liên bang Nga đi ngược lại với các nguyên tắc cốt lõi của FATF nhằm thúc đẩy an ninh, an toàn và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu là không thể chấp nhận được. Do đó chúng tôi không còn công nhận Nga là một thành viên. FATF công bố bổ sung Nam Phi và Nigeria vào danh sách xám, các quốc gia bị giám sát đặc biệt trong việc thực hiện các điều luật ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF là một tổ chức liên chính phủ nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một loạt tiêu chuẩn mang tính toàn cầu được thực hiện giữa các thành viên và FATF có nhiệm vụ theo dõi và kiểm tra xem liệu các quốc gia có tuân theo các nguyên tắc cơ bản về giám sát quy định tài chính hay không. Nền kinh tế của những quốc gia bị loại hoặc nằm trong danh sách xám của FATF có thể bị tàn phá vì đồng nghĩa rằng quốc gia đó không có luật pháp dẫn đến việc hạ cấp xếp hạng đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu không được khuyến khích làm ăn ở đó. Nam Phi và Nigeria đang bị giám sát nghĩa là khách hàng tại các tổ chức tài chính và ngân hàng quốc tế ở các quốc gia này cũng có khả năng bị kiểm tra thẩm định nghiêm ngặt. Hậu quả sẽ rất nặng nề khi các quốc gia này không thể tìm kiếm tín dụng hoặc các khoản vay từ các tổ chức đa phương và tài chính quốc tế. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ đã từ chối trả lời khi Bắc Kinh yêu cầu nước này chia sẻ thông tin về khinh khí cầu đã bị bắn rơi ở bờ biển Nam Carolina vào hồi đầu tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo rằng Mỹ đã thu thập các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc và phân tích chúng, nhưng họ làm điều đó một mình và lén lút. Ông Uông cho biết ngay từ đầu Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ thông báo tiến độ qua các kênh lãnh sự, nhưng Washington từ chối trả lời. Hồi đầu tháng 2, một khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay vào lãnh hải của Mỹ ở biển Nam Carolina. Mỹ đã cáo buộc đây là thiết bị do thám của Trung Quốc và bắn hạ. Bắc Kinh tuyên bố vụ việc chỉ là sự cố và cho rằng Mỹ đang phản ứng thái quá. Sau khi thổi các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc, Mỹ cho biết phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang ở Virginia đang phân tích chúng để khai thác hoạt động phản gián. Cả bộ ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều cho biết đã liên hệ với Trung Quốc sau khi bắn hạ khinh khí cầu nhằm duy trì các đường dây liên lạc. Ngược lại Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó cho hay họ đã từng từ chối điện đàm với Lầu Năm Góc vì Washington đã không tạo ra bầu không khí không thích hợp. Mới đây thì công ty điện lực quốc doanh của Ý ENEL cho biết là tập đoàn Chinatown Power Grid thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đang tiến hành thẩm định để mua lại một chi nhánh của ENEL ở Peru. Trước đó, truyền thông Bloomberg đã đưa tin về việc công ty năng lượng của Trung Quốc đang cân nhắc đấu thầu để trở thành đơn vị phân phối của Enel Peru. Giá trị hợp đồng có thể đạt tới 3 tỷ đô la. Tuy nhiên, Enel cho biết trong một tuyên bố, họ chưa có thông tin về quyết định cuối cùng, cuộc đàm phán và giá trị hợp đồng. Quá trình thẩm định sẽ cho phép các công ty đánh giá tình trạng pháp lý của một doanh nghiệp cũng như hiểu rõ hơn về số tài sản và nợ của doanh nghiệp đó. Trong những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đối với thị trường Mỹ Latin, bao gồm cả đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Hiện công ty Chinatown Power Grid của Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Vào tháng 11 năm ngoái, Enel đã công bố kế hoạch bán các tài sản trị giá 22 tỷ đô la cho đến năm 2025 với mục đích cắt giảm nợ và tập trung hoàn toàn vào 6 thị trường ở châu Âu và Mỹ. Chi nhánh của Enel ở Peru nằm trong kế hoạch giao bán tài sản này. Enel cũng đang trong quá trình rời khỏi Argentina, đồng thời thu nhỏ các hoạt động kinh doanh ở Brazil và Chile. Trận Playoff Europa League giữa Sevilla và PSV vừa qua đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi thủ môn Marco Dimitrovic của Sevilla đã bị một cổ động viên hành hung ngay ở trên sân. Một cổ động viên mặc áo khoác đen quá khích đã chạy vào sân. Khi người này chuẩn bị tung ra một cú đấm, thủ thành người Sevilla đã quật anh ta xuống đất, khống chế cho đến khi nhận được sự hỗ trợ của đồng đội. Các nhân viên an ninh sau đó có mặt và đưa người đàn ông rời sân. Phát biểu sau trận đấu, thủ môn Dimitrovic nói, anh ta đẩy tôi, dự tính đấm tôi, đây là một tình huống vô cùng tồi tệ, nếu muốn đánh nhau hãy tìm đến một môn thể thao khác như quyền Anh. Đội bóng Sevilla của Tây Ban Nha đã thua 0-2 trước PSV của Hà Lan, song vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội của Europa League với tỷ số chung cuộc 3-2. Một tòa án ở Paris Pháp vừa qua đã tuyên phạt ca sĩ Maroc Saad Lamjarred 6 năm tù với cáo buộc hãm hiếp và hành hung. Lamjarred 37 tuổi là nam ca sĩ có tiếng trong làng nhạc pop Ả Rập. Theo ABC News, bồi thẩm đoàn và thẩm phán đã thảo luận trong 7 giờ trước khi kết tội ca sĩ Lam Trunet. Theo cáo trạng, nam nghệ sĩ đã tấn công một phụ nữ Pháp tại một khách sạn ở đại lộ Champs-Élysées hồi tháng 10 năm 2016 trong tình trạng say xỉn. Lam Trunet phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, trong phiên tòa đầu tiên, anh thừa nhận thỉnh thoảng sử dụng chất gây nghiện trong khoảng thời gian bị cáo buộc có hành vi phạm tội. Jean-Marc Descobes, luật sư nạn nhân cho biết, thân chủ của ông vẫn đang phải điều trị tâm lý sau vụ việc. Người phụ nữ khi đó 20 tuổi cho biết cô đã gặp Lam Jared ở hộp đêm trước khi đi cùng nam ca sĩ đi khách sạn. Nạn nhân đồng thời khẳng định Nam Jared đã đánh và xâm phạm cô, dù cô nhiều lần chống trả. Hiện chưa rõ Lam Jared có nộp đơn kháng cáo bản án vừa bị tòa án tuyên phạt hay không. Lam Jared là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Ả Rập. MC âm nhạc Lam Tree Alam của anh đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Năm 2015, anh được vua Mohammed VI trao danh hiệu quốc gia cao quý nhất của Maroc. Mới đây, một tòa án ở Colombia đã thử nghiệm mở phiên tòa xét xử đầu tiên bằng nền tảng công nghệ metaverse. Các nhà chức trách nói với Reuters rằng họ hy vọng sẽ có thêm các phiên điều trần bằng thực tế ảo trong tương lai. Tòa án hành chính ở tỉnh Magdalena, miền Bắc Colombia đã tổ chức phiên điều trần kéo dài 2 tiếng để xử một vụ tranh chấp giao thông. Các đương sự đã xuất hiện dưới dạng hình đại diện trong phòng xử án ảo. Hình đại diện của thẩm phán Maria Quernon Chiana được mặc áo choàng pháp lý màu đen. Colombia là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm dự án bằng thực tế ảo Metaverse. Metaverse thực sự tuyệt vời, nên tảng này cho phép chúng tôi tiến gần hơn với đương sự. Trong khi đó, với những ứng dụng khác như Zoom, khi mọi người tắt máy ảnh đi, chúng ta không thể biết họ đang làm gì. Theo Reuters, các phiên điều trần pháp lý đang ngày càng chuyển dần sang hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng như là Zoom hay là Google Meet, nhưng rất ít nơi chịu thử nghiệm với Metaverse. Hiện các gã khổng lồ công nghệ như là Meta, Microsoft đang chạy đua để xây dựng các nền tảng thực tế ảo của họ. Ban đầu có nhiều ý kiến chế giễu phiên điều trần qua siêu thực tế ảo vì những hình ảnh đại diện dườm già rắc rối. Tuy nhiên, phiên xử lý tranh chấp ở Colombia được phát sóng trực tuyến trên YouTube đã diễn ra khá suôn sẻ. Thẩm phán Quinos đã nhấn mạnh những phiên điều trần trên Metaverse vẫn phù hợp với hiến pháp, nhưng hiện tại có nhiều người không ủng hộ hình thức này. Tại Mỹ ngày 24 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền video cho thấy các đỉnh đồi ở Berkeley Hills đã trở nên trắng xóa khi một cơn bão mùa đông đi qua bang California, gây ra trận bão tuyết đầu tiên ở khu vực Los Angeles trong 30 năm qua. Reuters cho hay các trận mưa và tuyết rơi đã xuất hiện ở thành phố Portland, bang Oregon đầu tuần này, sau đó tràn xuống California. Tuyết rơi dày đặc nhất là ở tại Cascades, Sierra Nevada và các ngọn núi ven biển. Trước cơn bão tuyết này, phần lớn các khu vực ở California đã trải qua một mùa đông lạnh giá và mưa bất thường. Hàng loạt cơn bão đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm đổ cây cối và sạt lở đất nguy hiểm. Các chuyên gia cho biết, cơn bão mùa đông mạnh xảy ra xen kẽ với nắng nóng khắc nghiệt và những đợt khô hạn là dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng này ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Theo trang powerroute.us, hơn 120.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở California bị mất điện vào ngày 24 tháng 2 do cơn bão mùa đông bất thường này. Ở Peru, các nhà khảo cổ học vừa phát hiện 30 ngôi mộ có niên đại từ thời kỳ tiền Columbus trong một nghĩa trang trên núi Bacatong thuộc thung lũng Huaron ở phía bắc thủ đô Lima, thông tin được nói từ đăng tải. Sau quá trình khám nghiệm ban đầu, nhóm nghiên cứu xác định các ngôi mộ thuộc về nền văn hóa Chancay. Ông Pierre Van Thelen, nhà khảo cổ tại Đại học Marcos, cho biết là các bộ hài cốt thuộc về những người các tầng lớp xã hội khác nhau. Ngoài ra trong mộ còn có nhiều chiếc bình với nhiều hình dạng kích thước được chôn cất chung như một phần của nghi lễ an táng người chết nền văn hóa Trangke tồn tại trên bờ biển miền Trung Peru từ khoảng năm 1000 đến năm 1470 sau Công nguyên. Nền văn hóa này suy tàn vào cuối thế kỷ 15 khi đế chế Inca mở rộng công cuộc chinh phục sang các vùng đất của họ. Nền văn hóa Trangke có trung tâm nằm cách thủ đô Lima 80 km về phía bắc, sở hữu nền nông nghiệp phát triển nổi tiếng với đồ gốm và hàng dệt chất lượng cao. Bản tin an ninh trật tự 24 giờ đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.